Nga và Ukraine thông báo tình hình khác nhau về chiến sự mới nhất ở Kursk. Trung tâm mua sắm ở Donetsk bốc cháy dữ dội sau cuộc tấn công của Ukraine. Vừa rồi là những thông tin nổi bật sẽ có trong cụm tin nhanh quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Xung đột Nga-Ukraine đang leo thang căng thẳng sau khi Ukraine bất ngờ tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga, trong thông báo mới nhất về tình hình tại tỉnh Kursk, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Shishky nói rằng cuộc tấn công Kursk vẫn diễn ra theo như kế hoạch, trong khi Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các lực lượng của Kiev đã chịu tổn thất lớn. Ngày 16 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết, tới nay tại tỉnh Kusko, quân đội nước này đã tiêu diệt 2.860 binh sĩ Ukraine và phá hủy 41 xe tăng, 276 xe bọc thép, 4 hệ thống phòng không và 6 bệ phóng tên lửa, bao gồm 3 hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ chế tạo. Thông báo cho biết, lực lượng phương Bắc của Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào biên giới Ruskii Borishni và cũng đẩy lùi một cuộc tấn công do một nhóm được tăng cường 5 xe bọc thép vào thị trấn Godivka, Tổn thất của lực lượng Kiev trong vòng 24 giờ lên tới 220 binh sĩ, 19 xe tăng và xe bọc thép, 3 bệ phóng HIMARS, 2 xe tải và 2 pháo hạng nặng. Trong khi đó, cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Sisky cho biết, trong 24 giờ qua, các lực lượng của Kiev đã tiến được từ 1 đến 3 km ở một số khu vực thuộc tỉnh Kusker của Liên bang Nga. Báo cáo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky qua video, tướng Sisky còn cho biết về tình hình giao tranh ở khu vực Malaya, loknya cách biên giới Ukraine khoảng 11,5 km. Trong một đoạn video được ông Zelensky đăng tải trên kênh Telegram của mình, tướng Sisky nhấn mạnh, nhìn chung, tình hình đã được kiểm soát, mọi thứ đều đang được thực hiện theo đúng kế hoạch, đồng thời hy vọng cuộc giao tranh gần Malaya, loknya sẽ cho phép quân đội Ukraine bắt được nhiều tù binh. Thưa Ngài Tổng thống, các lực lượng của nhóm tấn công vẫn tiếp tục hoạt động chiến đấu. Ở một số hướng, chúng tôi đã tiến lên từ 1 đến 3 km về phía đối phương. Cuộc chiến đang diễn ra dọc toàn bộ tuyến mặt trận. Nhìn chung, tình hình đang được kiểm soát, mọi việc đang được thực hiện theo kế hoạch. Tình hình về các tù binh chiến tranh hiện tại như thế nào? Chúng tôi tiếp tục bắt giữ thêm nhiều tù binh chiến tranh. Hiện tại, các trận đấu đang diễn ra quanh khu vực Malaya-Lopnia Tôi hy vọng sẽ có nhiều tù binh chiến tranh bị bắt giữ ở đó. Theo hãng tin Reuters, các quan chức Ukraine nói rằng trong quá trình tấn công tỉnh Cusco họ đã bắt được hàng trăm tù binh người Nga, bày tỏ hy vọng rằng cuộc tấn công sẽ đẩy nhanh việc trao đổi các tù binh Ukraine bị Nga giam giữ. Trong một bài phát biểu sau khi trao đổi về tình hình tại Kursk với tướng Sisky, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang củng cố các vị trí của mình trong chiến dịch ở khu vực Kursk và bổ sung quỹ trao đổi cho Kiev. Đã có một số báo cáo từ Tổng tư lệnh Sisky về tình hình tiền tuyến và hoạt động của chúng tôi ở khu Kursk. Chúng tôi thấy rằng đối phương đang phải chịu tổn thất và điều này có lợi, rất có lợi cho việc phòng thủ của chúng tôi. Điều này bao gồm việc phá hủy hiệu cần của quân đội Nga và làm cạn kiệt nguồn dự trữ của họ. Chúng tôi phải gây thiệt hại tối đa cho tất cả các vị trí của Nga và chúng tôi đang làm như vậy. Tổng tư lệnh Sitsky đã báo cáo về các hành động phòng thủ của chúng tôi ở Donbass, cụ thể là hướng Pokrovsk và Toretsk. Ông ấy cũng báo cáo về sự di chuyển của chúng tôi ở khu vực Kursk. Chúng tôi đang quét sạch sự hiện diện quân sự của Nga trong các khu vực hoạt động của chúng tôi và bổ sung quỹ trao đổi cho nhà nước của chúng tôi. Tới nay, các lực lượng của Ukraine tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một vùng đất khá rộng, bao gồm cả thị trấn chiến lược sút ra ở tỉnh Kursk. Cuộc tấn công đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong tương quan lực lượng của cuộc xung đột Nga-Ukraine, chứng minh khả năng của Kiev trong việc tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Trong diễn biến khác, ngày 16 tháng 8, một đám cháy đã bùng phát tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Donetsk sau khi tòa nhà này bị lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích. Đài RT dẫn lời lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng mà Liên bang Nga bổ nhiệm, ông Denis Pushilin cho biết Ukraine đã pháo kích tòa nhà trung tâm thương mại khiến tòa nhà này bốc cháy dữ dội. Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh đám cháy đang bốc lên ngùn ngụt, ngụt cùng với cột khói đen bốc cao. Hãng thông tấn TASS đưa tin, trung tâm mua sắm Galactica bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng đạn pháo vào quận Petrovsky thuộc thành phố Donetsk. Theo chính quyền địa phương, khu vực này đã bị tấn công 5 lần trong ngày 16 tháng 8 bằng đạn pháo 155mm. Khoảng trưa 16 tháng 8, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin xác nhận vụ tấn công và viết trên Telegram rằng, vào khoảng trưa 16 tháng 8, lực lượng Ukraine đã tấn công vào khu vực này, khiến trung tâm mua sắn Galactica bốc cháy. Ông nói thêm rằng, bệnh viện trung tâm số 14 của Donetsk cũng bị hư hỏng trong vụ pháo kích. Theo thông tin sơ bộ, ít nhất 7 thường dân bị thương. Theo vị quan chức này, lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực ngăn chặn ngọn lửa lan rộng hơn 10.000 10 m2 và cho biết thêm rằng việc chữa cháy đang trở nên phức tạp do tình hình hoạt động, buộc các cơ quan dịch vụ khẩn cấp phải giữ khoảng cách an toàn. Hiện chưa rõ cụ thể tình hình hoạt động là vấn đề gì. Trong khi đó, kênh Telegram Short đưa tin có tới 100 người có thể đang ở bên trong tòa nhà khi xảy ra vụ tấn công. Theo Shot, hai người đã thiệt mạng và trên 10 người bị thương. Nguồn tin của TASS cho biết vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại và các nhân viên cấp cứu không thể tiếp cận họ khi lực lượng Ukraine tiếp tục pháo kích vào khu vực này. Cơ quan an ninh Donetsk nói với TASS rằng, binh sĩ Ukraine đang điều khiển thiết bị bay không người lái gần trung tâm mua sắm trên. Hiện phía Ukraine chưa bình luận gì về vụ tấn công trên. sau các cuộc tấn công ngày càng gia tăng dọc biên giới giữa Liên bang Nga và Ukraine. Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Nga, ông Mikhail Sheremet, cảnh báo chiến dịch xâm nhập của Ukraine do phương Tây hậu thuẫn có thể đưa thế giới đến gần cuộc chiến tranh toàn cầu. Hãng thông tấn RIA ngày 16 tháng 8 dẫn lời ông Sheremet cho rằng sự hiện diện của thiết bị quân sự phương Tây, việc đạn dược và tên lửa phương Tây được Ukraine sử dụng trong những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là bằng chứng không thể chối cãi về sự tham gia của người nước ngoài trong chiến dịch tấn công lãnh thổ liên bang nga. Từ đó, theo ông Seremet, hạ nghị sĩ đại diện cho Crimea đồng thời là thành viên của ủy ban quốc phòng thuộc Duma nga, thì người ta có thể đi đến kết luận rằng thế giới đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Tờ Thời Báo Hindustan của Ấn Độ ngày 16 tháng 8 cho rằng bình luận của ông Seremet phản ánh nỗi lo lắng ngày càng tăng ở Moscow rằng cuộc xung đột với Ukraine không còn là vấn đề khu vực nữa mà có thể leo thang thành một thảm họa toàn cầu, xe đến việc Kiev đang được các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu hỗ trợ. Mức độ nghiêm trọng của tình hình đã được ông Nikolai Patrushev, một trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, lặp lại trong một cuộc phỏng vấn với báo Ivestia. Trong cuộc phỏng vấn đó, ông Pachusev cũng cáo buộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các cơ quan tình báo phương Tây dàn dựng cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Tới nay, các lực lượng của Ukraine tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một vùng khá rộng, bao gồm cả thị trấn chiến lược Sudja ở tỉnh Kursk. Cuộc tấn công đã đánh dấu một sự thay đổi trong tương quan lực lượng của cuộc xung đột Nga-Ukraine, chứng minh khả năng của Kiev trong việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Để ứng phó với diễn biến mới này, Moscow đã phải tăng cường phòng thủ, đặc biệt là tại tỉnh Belgorod lân cận với việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở đây và Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thành lập một hội đồng điều phối để bảo vệ an ninh ở ba tỉnh biên giới với Ukraine là Belgorod, Bryansk và Kursk.